Vũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn ha. Thì hôm nay Vũ Hoàng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà nằm ở quận 11 nha cô chú anh chị, ngay ở hẻm 100 của đường Bình Thới ha. Thì ở đây là vị trí là mặt tiền đường, mặt tiền đường của hẻm 100 đường Bình Thới ha. Thì từ vị trí đường Bình Thới mà mình đi vào hẻm 100 là mình sẽ thông ra tới cái đường Lạc Long Quân, đường Lạc Long Quân hoặc là đường ông Ích Kim mà cô chú chị ha. Thì căn nhà này là vị trí mặt tiền đường nên chủ đang kêu bán cái căn này là với mức giá là 6,8 tỷ nha cô chú anh chị ha. Đó, nhà mình nó là ngang 3m4, là 3m4, dài 11m ha, một trệt một lầu nha cô chú anh chị, gồm hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Thì bây giờ Ngũ Hoàng sẽ giới thiệu toàn bộ bên trong ngôi nhà và vị trí mặt tiền đường để cho cô chú anh chị mình tham quan ở khu vực này nó có sầm út không ha, và cái vị trí ở đây nó có thể có kinh doanh được hay không. Thì bây giờ Ngũ Hoàng sẽ giới thiệu toàn bộ để cho cô chú anh chị mình biết nha cô chú anh chị ha. Và ở đây là vị trí mặt tiền đường nè cô chú anh chị, đã ở đây là đường hẻm 100 ha, hẻm 100 của đường Bình Thới nha cô chú anh chị. Đó, và hướng này mình đi thẳng ra đó cô chú anh chị là mình sẽ ra được hẻm 100. Đó, ra thẳng ra đó là mình ra đường mặt tiền đường của đường Bình Thới. Mình ra tới rồi đó mình rẽ tay trái là mình sẽ đi về ngay cái vòng xoay Lê Đại Hành ha. Còn rẽ tay phải là mình sẽ về lại cái khu Bình Thới với lại đường ông Ích Kim ngay chỗ cái khúc mà Lãnh Bến Thăng ha cô chú anh chị ha. Thì cái tổng diện tích của cái vị trí nhà này là tổng diện tích đất là 37,8 m² và diện tích xây dựng là 69. Diện tích xây dựng là cũng xây dựng đủ 37,8 m² luôn ha. Còn cái diện tích sàn là 69,7 m² nha cô chú anh chị. Đó, nhà mình là thuộc hạng sử dụng lâu dài ha. Thì ở đây là vị trí mặt tiền đường nha cô chú anh chị. Đó, đường này thì đường trải nhựa rộng khoảng chừng là 10m ha cô chú anh chị ha. Tính luôn hai bên lề đường nữa là rơi vào khoảng 12m đó cô chú anh chị. Thì ở đây thì hiện tại đang kinh doanh rất là nhiều mặt hàng, từ tiệm thuốc, tiệm tóc, rồi buôn bán, nói chung là đầy đủ hết. Bách Hóa Xanh cũng có luôn nha cô chú anh chị, trên cái đường này có Bách Hóa Xanh luôn. Và ở hướng này đó là mình đi thẳng ra ngoài đó là mình sẽ ra được mặt tiền đường của đường Bình Thới. Còn cái hướng này nè, hướng này đó là mình sẽ đi về ngay chỗ cái khúc mà đường Lạc Long Quân ha. Cuối đường đó đó mình rẽ tay trái là mình đi thẳng ra ông Bích Kim. Còn mình rẽ tay phải đó, mình ra được ra đường Lạc Long Quân, ở ngay chỗ cái nhà thờ, cái hướng đi về nhà thờ của quý vị. Còn mình ngay tới cái khúc kia mình có thể ra được ngay chỗ cái chợ hẻm 100 luôn. Đó, ngay chỗ cái đoạn đó là ra được cái chợ hẻm 100 luôn ha. Thì ở đây là vị trí mặt tiền đường. Đó, đường này có thể kinh doanh được nha cô chú anh chị. Đó, thì nó nói chung là cái mức giá này thì cô chú anh chị mình cũng sẽ biết là cái vị trí mặt tiền đường để kinh doanh thì người ta chủ mới bán cái mức giá là 6,8 tỷ. Đó, sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng nha cô chú anh chị. Còn cái hướng này nè, cái này là mình hướng đi về ngay chỗ đường Âu Cơ nha cô chú anh chị ha. Có hướng về đường Âu Cơ, đường này khá là rộng nha cô chú anh chị. Để hết ở đây khu vực này nói chung là phải nói là rất là sầm uất luôn cô chú anh chị, buôn bán rất là nhiều mặt hàng. Tuy là cái này là đường nhánh nhưng mà cô chú anh chị mình thấy không, rất buôn bán cũng rất là nhiều ha. Đó, tiệm tóc, tiệm cà phê đồ đầy đủ hết. Còn ở đây là đường chính nè, đường chính thì buôn bán nhiều hơn. Nói chung là căn này hiện tại đang thuộc hướng, để Ngũ Hoàng chép lại ngay cái hướng cho kỹ cho cô chú anh chị mình biết ha. Hướng này là hướng tây nam nha cô chú anh chị. Đó, tây nam thuộc tây tứ trạch ha. Đó, ở đây thì buôn bán rất là nhiều ha. Thì đó, bây giờ Ngũ Hoàng sẽ quay cái mặt tiền cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó, đây mặt tiền của nhà mình đây ha. Một trệt nè, một lầu ở trên nha cô chú anh chị, có ban công chỗ ra ha. Đó, bên đây hai mặt tiền, nói chung là nhà mình là nhà gốc hai mặt tiền nha. Bên đây cũng có một mặt tiền nè. Đó, mặt tiền bên đây nè. Bên đây một mặt tiền, bên đây một mặt tiền. Nói chung là mình có cái lề đường nè. Đó, mình về mình buôn bán nói chung là cũng tuyệt vời ha. Có cái là có cái vỉa hè để mình đậu xe ha cô chú anh chị. Đó, nhà mình thì hiện tại là đang có cái kích thước á, tính từ đây nè mà qua tới bên này đó là 3m4 nha cô chú anh chị. Đây khoảng không gian nè, qua đây là 3m4 nè. Đó, từ đây mà đi vô tuốt trong đó luôn á là 11m ha. Đó, 11m. Thì ở đây nó có cái vỉa hè nè, 2 4 5 6 7 8 8 viên gạch ha. Gạch này chắc tầm gạch 30 nha cô chú chị, gạch 30 thì tầm 2m rưỡi ha.
đó, thì cái khoảng sân của mình nó được 2,5 m. Nói chung là mình đậu xe nó cũng thoải mái đó. Với lại nhà này thuộc hướng Tây Nam, nói chung là nó cũng không có nắng gắt lắm ha. Nói chung là nhà còn tương đối là, nói chung là mới hoàn toàn nha cô chú chị, nói chung là mới đó. Với lại được thiết kế bằng sàn cửa cuốn nè, bên này cũng cửa cuốn và bên này cũng cửa cuốn, nói chung là hai bên đều là cửa cuốn hết. Hướng này là hướng Tây Nam, thì hướng bên ta bên trái bên phải của Nguyễn Hoàng đây á, thì hiện tại đang thuộc hướng Đông Nam nha cô chú chị. Đông Nam thì buổi chiều nó mát được một tí, nếu mà buổi chiều mình để xe bên đây cũng được nè, nếu mà mình có kinh doanh cái gì mình để xe bên đó cô chú chị ha. Rồi còn đây là khoảng không gian toilet nè. Rồi khoảng không gian này là không gian bếp này có thể đứng được 3 người của cô chú chị. Đó, bồn rửa chén nè, kệ tủ trên dưới đầy đủ hết ha. Đây nước rất là mạnh nha cô chú anh chị, đó, nước rất là mạnh nha. Nói chung là nhà mình là xài nước phun tên đầy đủ hết ha. Nói chung là ở sau mình có cửa sổ nè, cửa chính, cái cửa đó nè ở bên đó, ở sau này mình có cái cửa nữa nè ha. Cái lối này mình đi mình có thể mở ra mở vô được ha, hoặc là mình lấy cái không khí á, không khí nó cũng mát ha. Đó nói chung là nhà mình là tính ra là nhà góc ba mặt tiền luôn cô chú anh chị. Đó nhà góc ba mặt tiền, được cái là chiều dài của mình tính từ cái vị trí đó mà vô trong đây là khoảng 11 mét nha cô chú anh chị ha. Đó 11 mét, đó khoảng không gian khá là rộng đó cô chú anh chị. Với lại thực tế tính ra nó cũng khá là dài đó cô chú anh chị ha. Đó nhà một trệt một lầu. Ở đây thì cô chú anh chị mình có thể mở tiệm spa nè, tiệm mất tóc nè, rồi tiệm kinh doanh buôn bán nhỏ nè, đó, rồi hoặc là tiệm sửa xe, hoặc là tiệm nói chung là mặt tiền kinh doanh mà cô chú anh chị mình muốn kinh doanh cái gì nó cũng được. Nói chung là cái diện tích mình nó cũng khá là rộng chứ không phải là nó thuộc dạng là hẹp ha. Đó cũng có sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng. Đó, ở trên lầu thì cũng có 2 phòng ngủ, một cái nhà vệ sinh ở giữa luôn. Đây nhà vệ sinh ở giữa nè. Đó còn khoảng không gian bên trong đây nè cô chú anh chị, đó một phần không gian khá là rộng ha. Đó này thì một phòng ở trong đây có cửa sổ nè, cửa sổ đây nè ha, nói chung là nó cũng thoáng nha, thoáng mát ha. Đó khá là rộng. Ở đây có cửa nhôm sinh pha nè, nói chung là nhà mình thì hiện tại thiết kế là bằng cửa nhôm sinh pha, kèm theo đó là tay vịn là bằng gỗ nè, gỗ găm xe nè ha, gỗ găm xe. Bên trong này là khoảng không gian toilet nè, mà chủ giờ đóng cửa rồi, cửa ngoài không có mở được ha. Còn phía ngoài này là một phòng bự nha cô chú chị, một phòng bự ngoài đây ha. Đó khá là rộng nha cô chú anh chị, cũng là thiết kế là một cửa nhôm sinh pha luôn, nói chung là rất là chắc chắn á cô chú anh chị. Đó rất là cứng cáp ha. Để ông Hoàng đóng cái cửa chính này lại cho đó. Đây là cô chú anh chị mình thấy không, ba cái này khoảng cái ban công nè, nói chung là ban công này cũng khá là rộng, là 1, 2, 3, 4, 5, gần 5 viên gạch này, gạch 40 ha, nói chung là gần 2 mét đó cô chú anh chị. Đó gần 2 mét hơn ha, gần 2 mét hơn thì nó cũng có lan can ngay nóc 304 nè. Nói chung là ở đây thì mình có thể làm mấy xào phơi đồ nè, mình để máy giặt ở trên đây cũng được nè, mình thiết kế đường ống mình để máy giặt trên đây cũng được nè. Đó vị trí này là vị trí kinh doanh nha, mình đi lên một tí nữa là ngay giữa cái trường học ở đây luôn nè cô chú anh chị. Ở đây là có cái trường học ha, trường học mình đi lên trường mầm non này của chú chị. Ở trên đây thì có trường mầm non phường 14 ha. Đó trường mầm non phường 14 nè, lên tí nữa là mình sẽ tới ha. Thì ngôi nhà này là mặt tiền kinh doanh nên chủ đang chia sẻ với Nguyễn Hoàng với mức giá là 6,8 tỷ. Nhà thì một trệt một lầu, hoàn công đủ ha. Đó, chủ đang kêu bán căn này với mức giá 6,8 tỷ nha, sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng ha. Cô chú anh chị mình quan tâm liên hệ Nguyễn Hoàng ha. Đó, mặt tiền vị trí kinh doanh nha, rất là sầm uất nha cô chú anh chị. Đó,
ngang 3m4, dài 11m nha cô chú chị ha. Một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Nhà đang có hướng chính là hướng này là hướng tây nam, còn hướng này là hướng đông nam nha. Đó, hai hướng nha cô chú chị. Nhà góc hai mặt tiền. Đó, hai mặt tiền trước sau thoáng mát ha. Có lề đường đồ đầy đủ hết để mình để xe ha. Nếu mà có kinh doanh đó ha, rất là tuyệt vời. Thì cô chú anh chị mình quan tâm căn này liên hệ Nguyễn Hoàng ha. Bây giờ Nguyễn Hoàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã quan tâm.